Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu đèn lông vũ bên mình nhá. Hiện tại đèn lông vũ bên mình có 3 loại này các bạn này. Xe lớn làm đèn trái tim nhá. Xe nhỡ cũng to phết các bạn ạ. Là mẫu không có đá nhá. Còn đây là mẫu không đá. Mình đang quay cho các bạn là màu hồng nhạt. Ngoài ra mình có sẵn màu trắng, màu đỏ nữa nhá các bạn. Đây. Mình sẽ quay dần sản phẩm cho các bạn xem. Lông rất chi là tơi và đẹp. Sản phẩm có bóng đèn như vậy nhá các bạn. Có công tắc tắt bật nữa. Khi tắt đèn đi nó sẽ trông như vậy này. Mình quay cho bạn xem này. Đấy. Đấy, màu hồng nhạt như vậy. Đấy, mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé. Nếu mà cái bạn nào nhà rộng lắm thì nên mua cái to, còn không thì mua cái vừa vừa, cái nhỡ thôi. Cái nhỡ là cái cho phòng nhỏ gọn nhé các bạn. Đấy, sản phẩm này chụp hoàn ảnh lên rất chi là đẹp và xinh nhá. Và để ngủ rất chi là hợp lý luôn. Đấy, khung của nó này, mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi nhé các bạn. Các bạn cần hỗ trợ gì hay nhắn tin gì thì các bạn cứ nhắn tin cho shop nhé. Mình cảm ơn các bạn.